bây giờ hết dịch rồi, cả nhà siêu thị đông nghẹt người luôn á, rất là đông luôn. Đi siêu thị mà tấp nập như giờ giống như là bình thường rồi, nhưng mà đi là phải đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang là không được. Ở trong đây siêu thị này rồi nó bán rất nhiều luôn. Ở Đài Loan, tính ra ở Đài Loan là cái siêu thị này là lớn nhất luôn á. Trái lê cả nhà, trái lê đó sắp là nguyên, mà mua nếu mà mua là mình phải mua nguyên thùng nha, chứ không được lựa nha. Đó, cái này là toàn là thùng không hả cha nhà ơi, nó bắn thùng không à, vô thùng không. Kiwi các bạn nhìn nè, bắn nguyên một thùng luôn, rất là nhiều luôn á. Còn là nguyên kết không cả nhà. Rất là nhiều luôn. Vào tới bên kia luôn. Rượu ngon.
chảy chứ không phải là một chảy công, nhiều chảy lắm. Đây là thịt bò nè cả nhà, thịt bò bắp nè, làm nguyên một tủ luôn. Một hộp là 2.000 mấy tiền Đài Loan, là tính ra là 1.000.000 mấy tiền Việt Nam á cả nhà, 7.000.000-8.000.000 tiền Việt Nam là một hộp á. Nhìn rất là ngon luôn anh ơi. À, thịt heo nè, thịt heo vô hộp nha, rất là nhiều luôn. Thịt heo nè cả nhà, thì nó sắc từng miếng vậy nè. Một hộp là 671 đồng, tính từ Việt Nam mình là 500, khoảng 500.000, 500 mấy ngàn ha. Ở đây ta đi nhiều lắm nha. Đây là thịt gà. Bán nhiều lắm cả nhà ơi. Đây là thịt bò nè cả nhà, bò mà người ta làm nhuyễn ra luôn rồi nè. Một hộp là 800 mấy tiền Đài Loan, là mấy trăm ngàn tiền Việt Nam, 600 mấy ngàn tiền Việt Nam mình. Ta làm nguyên một dãy luôn á. Nè, đây là thịt bò bắp nè, rất là nhiều, rất là nhiều luôn cả nhà, nguyên một dãy luôn đó. Bên đây thì thịt bò tươi nè, nhìn được ngon ghê không? Làm nguyên một dãy luôn á, nhìn rất là nhiều luôn, ngon lắm cả nhà ơi. Người ta đang lựa đó, các bạn nhìn thấy thịt gà nè, cước gà vậy là mua, nếu mà mua là nguyên là ngầm là 6 bịch là 400 mấy nè, là 300 mấy ngàn tiền Việt Nam mình nha, 400 mấy tiền Đài Loan, rất là nhiều luôn. Gia súc nhiều lắm cả nhà, ta làm rất là sạch sẽ luôn nha. Các bạn nhìn cá hồi nè, hộp nào hộp đó bự cho bá lửa luôn. Ui dù cá hồi, cái này cá hồi à, sâu xương. Wow, cái vô hộp nhìn rất là ngon luôn, nhưng mà mình không có dám ăn đồ sống cả nhà ơi. Canh thì đây, cái nào cũng được, cái hộp nó ngon nè, đủ thứ ở trong đó luôn. Canh nếu mình mua là ở trong đó người ta làm sẵn cho mình luôn nha, mình giờ mình gỡ ra ăn nha. Nếu mà ai muốn ăn đồ sống á cả nhà, cứ ăn đồ sống á thì dám ăn, chứ không dám ăn cả nhà. Nè, có cái phụ trách cái gì nhỉ, nhưng mà cái này không biết là sao mà nó nhìn nó ngon rồi cả nhà. Salad dãy nhìn thấy mê luôn. Cái này có giá tiền hết đó cả nhà, một hộp là 300 mấy nè. Thank you.
cho trên tờ hình keo len. Nhìn cái hộp là muốn nấu ăn liền á, chứ cơ khanh cơ cho hình sẵn này à. Hình keo len. Salad này cả nhà ơi. Nhìn nè. Nó tắt từng lớp thì nó đẹp, ôi là đẹp luôn. Salad, salad, salad. Ôi ôi nhìn nó ngon. Nhưng mà không biết ăn thử ngon hơn thì không có qua mua ăn thử nha cả nhà, nhưng mà ta làm cái màu sắc rất là đẹp luôn. Chắc bán đắt lắm nè. Nếu mà không bán đắt thì không có bán nhiều vậy đâu nên cả nhà. Màu sắc sặc sỡ. Để dây dây dọc dọc luôn đó nha ơi. À, ta để từ đây tới để hiện quay cho cái nhà xem. Tung tới đằng đó luôn, ta xếp hàng ta mua nè, thấy không? Cái này là dừa nước, là dừa nước làm luôn, một phòng nước, một phòng nước luôn, một phòng để bán cái nhà. Dừa nước và bán luôn. Cái này cũng dừa nước. Còn mình mua nước dừa, mình mua cái trái dừa nó chặt ra thì tốt hơn. Kem này ăn ngon lắm cả nhà, bánh kem này nè. Bánh kem dâu tây. Ở đây bán rất là đắt luôn á. Ừ. Chắc rất là nhiều luôn ạ. Cái chất lượng như một xe luôn ạ. Giờ ta đang chất ở trong tủ cả nhà. Nhìn ngon ơi là ngon luôn. Ồ, quá là đã luôn. Bên đây nữa cả nhà. Bánh nè. Bánh kem nhìn ngon quá cả nhà ơi. Hiền thích ăn món này nhưng mà Hiền một Hiền ăn không có hết nè. Nhìn rất là đã luôn. Làm nguyên một dãy luôn á. Nguyên một dãy luôn nè. Ở dưới thì bánh mì. Ở trong đây bán đồ rất là đắt luôn á. Ở trên đây nè. Bánh kem. Happy birthday. Ở trong đây thì mấy cái loại này béo lắm cả nhà. Mấy cái loại này là cái gì vậy? Béo lắm. Có cái đuổi phải không? Cái này là con mình thích ăn thôi chứ mình không. Phải có cái đó là béo luôn á. Robin xăng. Tôi sư phân sổ tổ tung si này, cái này là đồ chính nha cả nhà. Mình về mình hâm lại ha, mình chiên sơ lại là mình ăn được rồi ha. Bán đồ rất là nhiều. Cái này là sa biển nè. Không, cái này là canh bê. Canh bê bỏ trong đây là cái này là sò đẹp đó cả nhà. Sò đẹp á. Thích ăn sò đẹp cả nhà ơi. Bình là bình sò đẹp nè. Hạt điều nè cái nhà. Hạt điều nó làm dây dây dọc dọc luôn, giải giải luôn. Đó. Hạt điều. Cái hồ như vậy.
ở trong đây siêu thị lớn lắm cả nhà, đồ nào cũng có luôn á, rất là rộng luôn. Đồ là để lớn nhỏ đều có ha, ta sẹo to dùng. Ở đây bán đồ nhiều lắm cả nhà ơi, cái chân liệu mai trung chi hình to. Thank you.